cơm để đấy mẹ nấu, bát để đấy mẹ rửa, rồi việc nhà để đấy mẹ làm. Nhiệm vụ con chỉ cần học thôi. Và đôi khi đứa trẻ chỉ cần nói là con còn đang học, thế là bố mẹ cảm thấy vui lắm. Thôi luôn, không cần nữa, ơi để mẹ sẽ làm việc nhà, bởi vì con đang học. No, các anh chị, ngày xưa mình vất vả không? Ngày xưa mình có đi chăn trâu cắt cỏ không? Chúng ta làm rất nhiều việc, có thể quần quật từ sáng cho đến chiều, chúng ta học vẫn giỏi, bởi vì cái thời gian chất lượng. Nhưng bây giờ vẫn là cái trang toán đó, nhưng các con có thể bôi ra cả ngày luôn, học mãi không xong. Bởi vì sao? Bởi vì các con có nhiều thời gian quá mà, nên không thể nào chỉ cho con tập trung vào học. Phải làm việc nhà và phải chịu trách nhiệm về cái việc nhà đó, phải gánh thêm trách nhiệm vào việc nhà chứ. Gia đình là một đội nhóm, mỗi người đều có công việc của mình và mỗi người đều phải có trách nhiệm lo cho cái gia đình. Mỗi người đều phải có trách nhiệm cái điều đấy. Bố mẹ có trách nhiệm đi kiếm tiền về và con có trách nhiệm lau cửa lau nhà hay là rửa bát hay là nấu cơm quét nhà, chứ không thể hút máu của bố mẹ từ ngày này qua ngày khác.